Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hòa. Vậy mà sau bao năm, sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mối tình đã tan vỡ. Sơn xanh sắp hết nhưng anh thôi không còn nghĩ ngợi. Xuống phố môi tôi cho quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây. Biết đã tìm được yêu thương nơi cuối thanh xuân. Lời hứa mãi chẳng xa rời. Hạnh phúc ta lúc không vui vì đã biết chính đôi ta là hai mình ghép bức tranh về mình. Xuân Bắc và Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Chân Ái. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chương trình Chân Ái của chúng ta cho đến giờ phút này đã trở thành một chương trình vô cùng quen thuộc đối với khán giả truyền hình. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi luôn nhận được những lời đóng góp ý kiến và gợi ý của những khán giả thân thiết. Không chỉ có những thư góp ý hay là những đơn đăng ký của các bạn đang khát khao tìm một nửa yêu thương của mình, mà ở đây chúng tôi còn nhận được cả những lời đề nghị của các bậc phụ huynh. Bác có nói rằng là tôi có một cô con gái năm nay đã hơn tuổi băm, hy vọng rằng khi đến với chương trình sẽ tìm được một nửa yêu thương. Và chắc chắn rồi, chương trình Chân Ái sẽ là một cơ hội tuyệt vời để con gái bác tìm được một nửa yêu thương. Và chắc chắn bác sẽ có một chàng rể vừa lòng với bác. Và chúc cho tất cả những ai đang khao khát yêu thương, đang tìm kiếm một nửa, hãy đến với chúng tôi, hãy đến với những cơ hội tuyệt vời để có được chân ái. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay đến với Chân Ái cùng với Cát Tường và Xuân Bắc thì còn có ban cố vấn. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Ngọc Ánh, quán quân The Voice 2018 và người dẫn chương trình Trác Thúy Miêu. Xin mời. Chúng ta lại gặp nhau rồi, chị Miêu. Hôm nay tinh thần như thế nào? Để tôi trả lời cho. Ok, được. Tôi hiểu mà, mình chia sẻ cho nhau thôi. Trác Thúy Miêu từ khi ghi hình số đầu tiên của chúng ta thì thường xuyên là điện thoại cho tôi, rất muốn tham gia chương trình. Và đặc biệt là muốn chia sẻ những cái cảm xúc của mình, những cái kinh nghiệm của mình cho những người tham gia. Bởi vậy mới quay trở lại đó. Không có. Nói từ mấy cô, mấy chú, gia đình hai bên con đến đây là con ngăn các em không được đến với nhau. Thì ngăn chặn cái sự sung sướng của người ta vậy? Tại vì níu dài tình yêu là một cách để hôn nhân bền vững. Đó là quan điểm của chị. Chị là một người quá từng trải. Bây giờ tôi hỏi em gái đứng kế bên tôi nè. Anh ơi, mình là lần đầu tiên tham gia chương trình nè. Trước tiên là chị hỏi là cái tình trường em nó làm sao rồi? Tình trường của em thì nói chung là cũng khá là phong phú đấy ạ. Và hy vọng là hôm nay với cái kinh nghiệm của em thì em có thể giúp các bạn ấy tìm được chân ái của đời mình ngày hôm nay. Nhưng mà chị Miêu á, là chị Miêu chỉ nói cái quan điểm của chị á, là phải chậm chậm từ từ cho nó chắc. Nhưng mà em là trẻ hơn thì em nghĩ rằng có cần chậm không, hay là mình thấy được mình cứ tiến luôn? Dạ không, tại vì em nghĩ là chắc chắn là mọi người cũng nghe là tiếng sét ái tình rồi đúng không ạ? Cho nên là em nghĩ là nhanh hay chậm thì nó cũng không phải là vấn đề ạ. Đúng. Miễn là mình cảm thấy là mình hợp với nhau là được. Quan trọng là cảm xúc và nhân duyên đúng không? Đúng tấm chân ái rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vấn đề là trong thực tế các nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều rồi, nhưng không ai ngăn cản được sét đánh. Và ở đây thưa quý vị, chúng ta đang đến với cảm xúc thực. Chúng ta đang đến với cảm xúc của những đôi lứa yêu nhau. Các bạn có thể thấy là hình như hơi nhanh, nhưng trong thực tế tại trường quay chúng ta có thể thấy là ngay từ khi mở những hình ảnh đầu tiên, đối phương đã có thể cảm nhận. Và có những người ngoảnh mặt lại đã nhìn đúng cái đối tượng mà mình đã để ý rồi. Cho nên Trác Thúy Miêu thân mến, tôi rất hiểu ý bạn. Đó là ngăn cản ở đây là tạo một cái ranh giới để các bạn làm sao dùng hết sức mình vượt qua ranh giới đấy, đến với nhau càng sớm càng tốt. Và rồi, bây giờ chúng ta không tranh cãi nữa. Xin mời ban cố vấn về vị trí của mình. Kính thưa quý vị, và những thành phần không thể thiếu, và họ cũng tạo nên sự thành công cũng như là uy tín cho chương trình của chúng tôi. Họ là những người thân, là cha, là mẹ, là anh chị em, là đồng nghiệp, là bạn bè thân thiết của những người tham gia chương trình. Họ đến để đưa ra những ý kiến đóng góp thật sự đúng đắn, phù hợp với người tham gia. Xin trân trọng cho một tràng pháo tay cho quan viên hai họ. Thưa quý vị, tình yêu chưa bao giờ là điều đơn giản, và hôn nhân hạnh phúc gia đình càng là điều khó kiếm tìm. Và những người đến tham gia chương trình
họ muốn thông qua chương trình Chân Ái để tìm được chân ái cho đời mình. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho 4 người tham gia chương trình hôm nay. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thứ nhất của chương trình Chân Ái, đó chính là Hy Vọng. Thưa quý vị, không chỉ là những người tham gia Hy Vọng, mà chúng tôi, những người làm chương trình cũng hy vọng. Hy vọng qua chương trình các bạn sẽ tìm được chân ái của đời mình. Các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau, gặp nhau, hẹn hò với nhau và hoàn toàn có thể đi đến kết hôn. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ tìm hiểu xem 4 người tham gia chương trình hôm nay họ là ai. Chào em, anh là Lê Vinh, năm nay 39 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và có tham gia diễn xuất nữa. Hiện anh đang kinh doanh phụ tùng ô tô. Em biết không, bấy lâu nay anh chỉ tập trung vào công việc, vào sự nghiệp, nên khi nhìn lại thì tuổi đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn quạnh quẽ cô đơn. Anh rất thèm một bữa cơm gia đình, có anh, có em và có cả những đứa con của chúng ta nữa. Quây quần bên nhau chắc là hạnh phúc lắm em nhỉ. Anh thầm nghĩ, ngôi nhà này chỉ thật sự ấm cúng khi có em bên cạnh. Chào chương trình, chào chị Tường, anh Xuân Bắc, chào quý vị khán giả kính mến và chào hai người đẹp bên kia. Kính thưa quý vị, thật ra đây là một người em đồng nghiệp của Cát Tường. Gặp nhau nhiều, có diễn chung nhưng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ. Mà chị cũng không biết là em 38 tuổi luôn á. Em 39 rồi chị. 39 luôn á. Nay em già lắm. Ủa rồi. Mà trong mắt chị em rất trẻ. Cái tuổi này chắc cần phải lập một gia đình rồi. Cần chứ còn chắc phải gì nữa trời. Quá cần. Nhưng mà tại sao cũng đẹp trai, phong độ, công việc ổn định, mà tại sao không lẽ hồi đó giờ chưa có được một cái đối tượng nào để tiến tới hôn nhân? Chị nghĩ em phải nhiều bạn gái lắm chứ Vinh? Dạ có chị. Dạ em cũng trải qua nhiều cuộc tình rồi. Mà nói thật là cũng bầm dập tan nát hết rồi. Bầm dập? Người ta tan nát hay em bầm dập? Cả hai luôn chị. Dạ. Và trong công việc thì do em, có lẽ là em dành quá nhiều thời gian cho công việc, thành ra là ngoảnh đi ngoảnh lại thấy có một mình. Mối tình dài nhất, sâu đậm nhất là bao nhiêu lâu? Dạ 6 năm rưỡi. 6 năm rưỡi. Rồi em không chủ động kết hôn đúng không? Nên ta ra đi đúng không? Thật ra là cũng có hứa hẹn rồi, cũng định kết hôn rồi, nhưng mà có lẽ là chưa đủ nợ chị ạ. Dạ, mới có duyên thôi chưa có nợ. Nhưng mà em nghĩ như thế này nè, hai bạn ơi, bạn đừng có sợ là mình yêu nhiều quá nha. Tại vì bất cứ một cái vấn đề gì, một cái người nào thành công trên một lĩnh vực nào á thì họ phải trải nhiều. Ví dụ như một người business họ muốn thành công thì họ phải thất bại rất là nhiều đúng không? Còn ví dụ như một người mà để mà thành công trong tình trường, hoặc là họ có thể có được xây dựng được gia đình hạnh phúc á, thì có thể họ đã trải qua rất là nhiều những cảm xúc thăng trầm, và họ biết mà hiểu họ cần cái gì, và họ biết cái cách đối xử với cái người bạn đời của mình như thế nào để có thể giữ ấm một gia đình. Tôi thấy nha, xin lỗi nha. Dạ. Yeah. Tôi không hiểu quý vị khán giả vừa rồi dành tràng vỗ tay là thế nào, nhưng mà tôi thấy là rất là ngụy biện. Không có lý do gì mà bạn đưa ra là phải là người từng trải trong tình trường thì mới có cơ hội để có được hạnh phúc hôn nhân. Thực ra yêu nhiều hay yêu ít không quan trọng là yêu như thế nào. Bạn có thể yêu nhiều người nhưng mà đừng bao giờ yêu nhiều người cùng một lúc. Đấy mới là điều quan trọng. Chứ còn cảm xúc của con người và tình yêu nó là mang tính thời điểm. Có thể lúc này ai đó nói với em rằng là anh yêu em đến đầu bạc răng long, đến trọn đời muôn kiếp, anh không thể thiếu em. Đó là lúc cậu ấy cảm thấy thế thật. Nhưng sau đó qua cái thời điểm đấy nó lại khác đi, bởi vì bị chi phối bởi cảm xúc. Cho nên ở bên đấy nếu có thể thì nói là anh có rất nhiều kinh nghiệm và đó là cơ hội tốt để anh có thể hiểu và chiều em để chúng ta có được hạnh phúc. Chứ không thể nói là vì anh yêu nhiều và chỉ có yêu nhiều thì mới có thể có được hạnh phúc. Ngụy biện. Bây giờ quay lại sâu chút xíu về đời sống nè. Cái công việc đó của em là nó như thế nào và em có cái công việc này bao nhiêu lâu rồi? Em kinh doanh phụ tùng xe hơi được 2 năm thôi. Công việc ổn định không em? Tốt không? Dạ em? Cũng tạm ổn định chị. Và hiện tại là Vinh đang sinh sống với ai? Em ở một mình mười mấy năm nay rồi. À dạ. Là nhà riêng của mình luôn. Dạ. Và sau này mình lấy vợ về mình cũng sẽ sinh sống ở đó luôn. Dạ chắc vậy. Ok. Rồi em mong muốn tìm một cái người vợ trong tương lai như thế nào? Một người biết kiên nhẫn một chút, và điều đặc biệt là cô ấy phải biết thương chính mình. Nếu như bạn không thể thương chính mình
thì bạn cũng không thể thương người khác được. Tại vì khi mình biết cách yêu thương chính mình trân trọng cái giá trị của bản thân mình cảm nhận được cái niềm vui hạnh phúc của mình như thế nào, thì người ta cũng cần cái điều đó giống như vậy. Nếu như mình cảm thấy mình đau khổ khi mình làm điều đó thì chắc chắn người kia cũng sẽ đau khổ. Nhưng mà tại sao phải kiên nhẫn? Trong một gia đình á, đôi khi cơm không lành canh không ngọt, có những cái mâu thuẫn với nhau. Nếu như không kiên nhẫn để mà có thể nhẫn nhịn qua cái thời điểm đó thì nhất là đàn ông có thể là nóng tính, hơi nóng. Người phụ nữ không có sự kiên nhẫn thì rất là dễ bị gãy đổ. Vậy là bạn là một người nóng tính? Không đâu, thật sự là ít người làm em giận được lắm. Cái sự kiên nhẫn này nó không đơn giản là cái sự nhẫn nhịn, mà nó còn nằm ở trong rất là nhiều những cái công việc khác nữa. Và cái công việc gia đình hay là những cái cách đối nhân xử thế với mọi người, tất cả mọi thứ, cái sự kiên nhẫn này em nghĩ nó mới làm được cái việc lớn. Vâng, cảm ơn Vinh với những chia sẻ vừa rồi. Xin chào, mình là Kim Anh, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là dược sĩ công tác tại bệnh viện, công việc của mình liên quan đến nghiệp vụ dược và đào tạo. Ngoài giờ làm, mình thích tìm hiểu những điều mới mẻ, trau dồi ngoại ngữ, đọc sách thư giãn hoặc nấu ăn cho gia đình, nên chưa chủ động trong chuyện tình cảm. Giờ đây mình đã sẵn sàng để đi tìm một nửa của cuộc đời mình. Hy vọng đến với chương trình, mình sẽ tìm được một người đàn ông thực sự chững chạc, thấu hiểu và tôn trọng, sẵn sàng sẻ chia mọi điều. Hy vọng sẽ tìm được anh, chân ái ơi. Chào em. Dạ em xin chào anh Phát ạ. Không biết hai chàng trai bên kia cảm thấy thế nào, nhưng riêng cái hình ảnh đầu tiên của Kim Anh bỏ tấm áo choàng ra đi vào bên cạnh mẹ, tôi đã thấy cái dáng dấp của một người vợ trong gia đình. Bởi vì một cái sự thùy mị, nết na, đằm thắm cần thiết. Bạn đã trải qua mấy mối tình? Dạ, thật sự là em chưa có trải qua mối tình nào ạ. Ôi giời, nghe gì không? 32 tuổi mà chưa trải qua mối tình nào. Cho anh hỏi là em bận học, bận làm hay vì hoàn cảnh gia đình mà chưa yêu? Dạ là do em hôm nay chú trọng vào việc học hành và việc làm hơi nhiều ạ. Nên bỏ lỡ các cơ hội tìm kiếm mối tình. Theo như là hồ sơ mà tôi biết được, nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn có 2 bằng thạc sĩ. Dạ. Và bạn có khả năng nói tiếng Nga và tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Vậy mình mời cô ấy nói thử một câu tiếng Nga nghe thử đi anh. Em nói cảm nghĩ về chương trình này bằng tiếng Nga đi xem nào. Здравствуйте, дорогие зрители. Я очень рада, что я попала на эту передачу. Я сейчас очень волнуюсь, но также очень благодарна вам, что вы пригласили меня и дали мне шанс найти свою вторую половину. Спасибо. Vâng, tôi dịch luôn. Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Hôm nay tôi rất là xúc động và vui mừng khi đến với chương trình để tìm kiếm một nửa yêu thương. Hy vọng rằng tôi sẽ có được tấm chân ái của mình. Xin cảm ơn. Wow. Anh dịch thế có đúng không em? Đại ý là chuẩn luôn. Trời ơi, chính xác bao nhiêu phần trăm? 100% ạ. 100% luôn. Bác ơi, sao bác siêu thế nhỉ? Ở trong thực tế thì bạn chưa gặp được đối tượng bạn yêu, hay chưa có người theo đuổi, hay vì một lý do gì khác? Là hai bên chưa là hướng tới nhau ạ. Là em có đi tìm hiểu thế nhưng mà nó giống như là tình bạn hơn là tình yêu ạ. Thế tiêu chí của bạn do bạn quyết định hay là do ai định hướng? Dạ không, tiêu chí của em thì do em tự quyết định ạ. Dạ về ngoại hình thì em cũng mong muốn là anh đấy ưa nhìn, có nụ cười rạng rỡ. Và tính tình thì dí dỏm, đem lại cho em cảm giác thật an toàn và ấm áp. Em không biết sao nhưng mà nhìn chung về vóc dáng nè, về cái tuổi tác nè, em thấy họ đều là những người có cái sự từng trải, sự va chạm trong cuộc sống. Và không biết sao nhưng mà hôm nay em có cái cảm giác là chúng ta sẽ ghép đôi được cho họ với nhau đó anh Xuân Bắc. Tôi cũng có cảm giác đấy đấy. Xin chào, tôi tên là Thiên Trí, năm nay 36 tuổi, hiện đang là chuyên viên pha chế dược tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang sống cùng với ba mẹ. Bạn bè, đồng nghiệp thường nhận xét tôi là người hiền lành, dễ gần và có chút kiệm lời. Có lẽ vì tính cách khép kín, chỉ tập trung vào công việc, nên đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được một nửa của cuộc đời mình. Trong tình yêu, tôi quan niệm rất đơn giản,
chỉ cần cả hai thấu hiểu, nhường nhịn và lắng nghe nhau. Đến với chương trình chân ái, tôi hy vọng sẽ tìm được nửa kia phù hợp, người sẵn sàng chia sẻ bên cạnh những lúc tôi cần. Chào em, chân ái của cuộc đời anh. À, chào bạn. Hồi nãy bạn giới thiệu là mình là 36 tuổi đúng không? Dạ đúng chị. Cái công việc cụ thể, nó chi tiết hơn một chút xíu là hiện nay bạn đang làm gì và mình đang sinh sống với ai? Dạ, hiện tại thì em là nhân viên pha chế của một công ty dược tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên này có một dược sĩ nha. Đó, đang trùng hợp nên đang hỏi kỹ. Và mình đang sinh sống với ai vậy em? Dạ, hiện tại thì em sống cùng với ba mẹ và gia đình của anh trai. Thì em mong muốn tìm một người vợ, một cái chân ái của mình là người như thế nào? Em thích một người con gái cũng không cần phải quá hiền mà cũng đừng có quá dữ. Dạ. Cái phạm trù mà dữ hay hiền á, nó khó lắm, nó tùy theo cảm nhận của mỗi người. À, có cái điều gì cụ thể hơn nữa không? Dạ, cũng chỉ có yêu cầu là phải biết lễ phép với lại người lớn, là hiếu thuận với ba mẹ, thì đó là đủ rồi. Ở nhà ba mẹ em có đặt ra tiêu chí là tìm con dâu như thế nào không? Ba mẹ em thì cũng rất là dễ, ba mẹ em thì đã có hai người con dâu rồi. Tiêu chí của em là tùy cho em quyết định thôi, cũng không có yêu cầu gì nhiều. Hiện tại cái kinh tế của em nó có đủ sống chưa? Cái nghề nghiệp của em nó ổn định chưa? Em sẽ tiếp tục cái công việc của mình hay có một cái dự án là sẽ phát triển thêm những cái công việc nào khác không? Dạ, hiện tại thì em đã làm việc tại công ty cũng trên 10 năm. Và ổn định rồi. Cũng đã có bằng dược sĩ đại học và em nghĩ là sẽ theo cái ngành này. Vậy thì quá tốt rồi. Khi mà mình có một cái công việc ổn định, gia đình vững chắc thì cái chuyện mình tiến tới hôn nhân á, cũng làm cho người bạn gái tin cậy hơn. À, bên đó có muốn hỏi thêm gì về anh Chí không? Dạ, cho em hỏi anh Chí là sở thích của anh là gì ạ? Anh thì cũng nhiều sở thích lắm, nhưng mà cũng có một sở thích là anh thích đi phượt. Đi phượt? Bạn đã đi phượt ở những đâu rồi? Sở thích thôi nhưng mà chưa có điều kiện gì nhiều. Chỉ đi về quê thôi vậy. À, sở thích thôi mà chưa đi. Được, bạn cứ nói là phượt rất nhiều nơi rồi nhưng chủ yếu là du lịch qua màn ảnh nhỏ. Quê em ở đâu? Dạ em ở Tiền Giang. À, có nghĩa là mình sẽ rong ruổi bằng chiếc xe máy chạy về Tiền Giang. Dạ. Bình thường sẽ rong ruổi sau lưng bạn là ai? Dạ vẫn một mình thôi chị. À, vẫn một mình. Hy vọng một ngày không xa trên cái con đường phượt về Tiền Giang quê bạn sẽ có một người ngồi phía sau ôm eo bạn nhé. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Xin chào, tôi tên là Bảo Trân. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi 35 tuổi, hiện đang là trợ lý sản xuất của một công ty truyền thông. Ngoài giờ làm việc ra thì tôi thường tập thể thao như chạy bộ và bơi lội. Tôi biết mình cần một bờ vai vững chãi để tin tưởng và yêu thương. Tôi thích ngồi ở một góc quán quen rồi đọc sách và nhìn ngắm cuộc sống. Đến với chương trình Chân Ái, tôi mong sẽ tìm được một người có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với mình. Có thể em phải đợi rất lâu mới được gặp anh, nhưng em nghĩ đó là sự chờ đợi đúng đắn. Ồ, tôi nói với hai bạn ở bên nhá, nó là lung linh huyền ảo luôn. Mà vẻ mặt xinh, thông minh, và theo như clip em giới thiệu thì em là... Dạ, em làm trợ lý sản xuất công ty truyền thông. Của một công ty truyền thông. Chắc chắn em đã gặp nhiều người. Chắc chắn công việc của em không thể là một công việc nó ỷ trệ được. Nó luôn luôn thay đổi, đúng không? Và điều đó khẳng định em sẽ là một người rất là nhanh nhẹn, thông minh. Em đã trải qua mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Mối tình sâu đậm nhất là hồi em 24 tuổi. Em yêu một anh đó, anh làm kỹ sư tổng đài, là anh lớn hơn em 8 tuổi. À, lớn dạ. Hơn 8 tuổi? Dạ. Mấy năm? Dạ, 4 năm. Đương nhiên bây giờ bạn đã có kinh nghiệm trong tình yêu, không còn là trong trắng ngây thơ thủa mối tình đầu nữa. Dạ, đúng rồi ạ. Bạn đến đây với mục đích em là gì? Mong muốn của em khi tham gia chương trình là tìm được một nửa phù hợp với mình. Bây giờ thì đã đúng thời điểm rồi, chỉ còn chờ đúng người nữa thôi. À, đúng thời điểm rồi. Tiêu chí mà bạn đưa ra để lựa chọn người mà bạn cho rằng phù hợp? Dạ, cái người phù hợp của em thì em mong là người ta có một tính nhường nhịn một tí. Nhường nhịn một tí? Dạ. Rồi phải thông cảm cho em nữa. Tại vì cái tính của em thì nó cũng hơi trẻ con. À, trẻ dạ. Con. Rồi về sự nghiệp thì ổn định thì càng tốt. Dạ.
Trân ơi, hồi nãy chị coi cái clip là em chia sẻ là mình có một cái mối tình 4 năm mà với cái tuổi mà băm băm đó là cái tuổi đã chín mùi để tiến tới hôn nhân. Mối tình 4 năm cũng là rất dài. Thế tại sao, lý do gì mình không tiến tới được với nhau không ạ? À, thật ra là đó là mối tình đầu tiên của em, là sau đó là có thêm 2 mối tình nữa. À. Dạ, nhưng mà thật ra thì em nghĩ là chưa có đúng người hợp với mình đó chị. Quen lâu nhưng mà thật ra nó có nhiều cái lý do nó không có đến cuối cùng được. Dạ. Bởi vậy hai chị, lâu mau không quan trọng nha, quan trọng là phải đúng người đúng thời điểm. Dạ, đồng ý, cảm ơn em nha. Trong tình yêu ấy, đôi khi có nhiều cặp yêu nhau đến cả chục năm nhưng rồi không cưới. Chia tay cái người 10 năm đấy, yêu cái người 2 tháng lại cưới. Là vì nhiều lẽ, một trong những điều mà các cụ ta giải thích đó là cái duyên, cái số thì nó vồ lấy nhau. Bởi vì tình yêu không phải là ai đến trước yêu trước, ai đến sau yêu sau, hay là cứ yêu nhiều thì sẽ thành vợ thành chồng. Chị Miu ơi, nãy giờ em biết chị ngồi chị cũng coi, cũng soi hai chàng trai, hai cô gái dữ lắm. Bây giờ một cái nhìn khách quan, chị thấy hôm nay có hy vọng gì không? Chúng ta gần như thấy là cái sự trùng hợp, không biết có ngẫu nhiên hay là do ekip sản xuất đã tìm họ. Hai người chơi cùng làm ngành dược, hai người chơi còn lại thì một người có công tác sân khấu, một bên thì lại làm công tác sản xuất truyền thông. Nhưng mà cũng chưa hẳn là cùng phe. Vấn đề là Miu đang nói đó, liệu là người ta cùng ngành nghề và lĩnh vực đã phải là team đập cùng một nhịp hay chưa? Trong khi những sự thiếu hụt và khác biệt giữa hai cá thể sẽ bù đắp lại với nhau. Rất có thể người yêu nhiều, người có cả đời sống kinh doanh lẫn đời sống sân khấu sẽ dẫn dắt cho một cô gái từ trước giờ chỉ lo học và hai cái tấm bằng thạc sĩ và chỉ sống trong gia đình với bố mẹ mình. Đặt ngược câu hỏi lại là liệu cái cô gái làm trong cái công tác sản xuất cho một công ty truyền thông này có phải là một làn gió mới, một phần còn thiếu trong cuộc đời của anh chàng bào chế dược sĩ hay không? Vậy thì hãy để cho trái tim trả lời. Nếu mà để nói thì em nghĩ là tình trường của em thì chắc không thể nào mà bằng được các anh chị ở đây đâu ạ. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay sẽ có khả năng rất là lớn đấy ạ. Em đã nhìn ra một cặp mà mới vòng một thôi mà em đã thấy là 70% là có thể là anh chị sẽ tiến đến được với nhau đấy ạ. Ý Miu vẫn nghĩ rằng là chúng ta vẫn có một số cản trở đến từ đời sống hay là quan điểm tư duy riêng của từng người chơi. Ở đây chúng ta sẽ vẫn thấy một con chim từng bị thương sẽ sợ chặt ba, và một con chim chưa bao giờ bay cũng sẽ sợ bay. Ái tình hay là con đường tìm kiếm chân ái còn cần mình phá một số cái rào, một số cái ám ảnh quá khứ hay là một số vỏ bọc mà từ trước nay mình an toàn bên trong nó, hạnh phúc nó ở bên ngoài kia. Vấn đề là người chơi chúng ta có sẵn sàng phiêu lưu để tìm đến chân ái hay không. Xin cảm ơn Trác Thúy Miêu. Trác Thúy Miêu nói rất chính xác. Đây gọi là gừng càng già là vì thế. Đôi khi nói ai già. Gừng, tôi nói gừng già. Chưa chắc trong tình yêu hai người tốt đã yêu được nhau. Cho nên, thưa quý vị, chúng ta đã có tìm hiểu giữa những người tham gia chương trình. Và bây giờ tôi tin chắc rằng bốn người tham gia chương trình, quý vị khán giả, các khách mời của chúng tôi đang rất hy vọng. Chia tay phần hy vọng này, chúng ta đến với phần quan trọng hơn. Đó chính là phần chạm mặt. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Chân Ái, phần chạm mặt. Và bây giờ là một phần đặc biệt, chúng ta sẽ được nhìn thấy một cái điều gì đó của một ai đó. Chúng ta có thể yêu cầu nhìn thấy đôi mắt, hay là cái mũi, hay cái miệng xinh xinh, hay cái bàn tay, hay cái vóc dáng, hay là những cái hình ảnh lúc còn trẻ của cô ấy, của anh ấy. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục là ưu tiên cho bạn nữ nha. Mời Trân hãy đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Vậy cho em xem đôi mắt của anh Vinh ạ. Đôi mắt của anh Vinh. Em thấy cặp mắt của ảnh cũng có chiều sâu. Hai cái hốc mắt sâu dễ sợ. Tấm hình này chắc mất ngủ nè. Chắc ảnh cũng là một người vui tính. Em nhìn cặp mắt của ảnh em đoán vậy. Kim Anh ơi, rồi em cảm nhận cặp mắt của anh Vinh như thế nào? Dạ, mắt rất là có hồn. Và cũng mắt đang tươi cười ấy. Ủa, em nhìn cặp mắt này mà em biết dưới cái miệng đang tươi cười luôn hả? Tôi hỏi bạn Vinh này, yeah. Bạn có vừa lòng với cái ánh mắt này của ban tổ chức đưa ra không?
Em không biết sao mà em cũng gửi mấy tấm ảnh cặp mắt nó đẹp hơn mà sao chọn cặp mắt này. Nó buồn quá, nó tối quá. Em ơi, buồn mới tối. Đấy là dưới con mắt của em nhìn nhận về em thôi. Còn mọi người đang đánh giá là rất sâu và sáng đấy. Em cảm ơn cả nhà đã an ủi em. Bây giờ quay lại với Kim Anh. Dạ, cho em xem tấm hình hồi nhỏ của anh Chí ấy. Hình lúc nhỏ của anh Chí. Để xem vậy thì nó có thành công hay không. Trời ơi, cái này nhỏ quá em ơi. Nhỏ này thì không đoán được gì luôn. Nói chung là nhìn tấm ảnh này chỉ đoán ra điều kiện gia đình thôi. Không, nhìn tấm ảnh này có thể đoán được đứa con trong tương lai nếu em lấy ảnh. Nhìn thế này thì hồi xưa có mà đưa ảnh tôi lên cũng chả nhận ra. Sao Kim Anh? Tấm hình nhìn có vẻ người hồi nhỏ người dài. Dễ thương đấy. Dễ thương, tôi hiểu ý của bạn rồi. Chẳng qua là bạn vẫn e dè thôi. Ý bạn nói là nhìn cái ảnh này là muốn ôm vào lòng. Thế còn Trâm, em nhìn hình của anh Chí lúc nhỏ em cảm thấy như thế nào? Dạ thì với cái hình ảnh này thì em cũng không thấy gì ngoài hai từ dễ thương. Có đôi mắt cũng to. Từ bé à, đúng á, nhỏ mắt to ghê. Chí, em muốn chọn xem cái gì của cô nào? Bạn dược sĩ đã coi hình ảnh hồi thời bé của em rồi thì em cũng xin phép cho coi hình ảnh từ thời nhỏ của bạn ấy. Hình ảnh thời nhỏ của Kim Anh. Wow, nhỏ thì nhỏ như thế này còn dòm được cái tương lai để đoán. Nhỏ lúc nãy thì thua. Quá dễ thương rồi. Cái tấm này lúc đó em tầm bao nhiêu tuổi vậy Kim Anh? Chẳng này em tầm 90 tuổi ạ. Vinh thấy sao Vinh? Quá xinh luôn chị, quá dễ thương. Vinh, em muốn xem cái gì? Em muốn xem đôi mắt của bạn Trân, đôi mắt của Trân. Mộc mạc tự nhiên nhỉ. Em thấy cặp mắt này mộc cũng giống như cặp mắt em lúc nãy. Chắc cũng thức đêm thiếu ngủ dữ lắm. Có chiều sâu, rất là tự nhiên. Và em thích người phụ nữ để cái lông mày thật như thế. Rất là tự nhiên, rất là đẹp. Dạ. Hay quá ha. Đúng là khi nhìn đôi mắt là mình được nhìn thêm nhiều cái bộ phận khác trên cái gương mặt nữa ha. Được lông mày, được sống mũi luôn. Mình mua nết cái quần thâm mắt hơi sâu nha. Chí, em cảm nhận như thế nào về cặp mắt của bạn Trân? Dạ, em thấy đôi mắt này rất là tự nhiên, rất là sắc nét ạ. Vâng, chúng ta đã được xem những chi tiết mà các bạn cho rằng rất quan trọng để các bạn phần nào đó hình dung ra đối tượng mà mình đang quan tâm. Và bây giờ, xin mời Cát Tường với những câu hỏi mà Cát Tường chuẩn bị đưa ra và những ý kiến của những người được đặt câu hỏi thì sẽ là những cơ sở vô cùng quan trọng để những người tham gia chương trình phần nào đó đưa ra được quyết định của mình. Chí ơi, hôm nay mình đi đến tham gia chương trình với ai? Dạ, hôm nay em đi đến với phụ huynh của em ạ. Dạ, xin chào hai bác ạ. Hai bác ngồi trên đây nãy giờ chắc là cũng hồi hộp và cũng quan sát. Không biết là đến giờ phút này thì cái cảm xúc và cái suy nghĩ của hai bác như thế nào về bốn nhân vật ngày hôm nay? Và hai bác có hy vọng rằng hôm nay con trai mình sẽ tìm được một chân ái hay không ạ? Tôi cũng nhận thấy là con trai tôi cũng tìm được nhân ái rồi đấy. Hồi nào giờ chưa tìm thấy, nhưng bây giờ thấy là thấy muốn thấy chắc chắc chắn rồi. Chắc chắn luôn hả bác? Thế còn bác gái cảm nhận về hai cô gái ngày hôm nay như thế nào ạ? Dạ, thấy hai cô gái rất là dễ thương, đẹp. Mà thấy công việc thì thấy cũng hình như cũng có giống phù hợp với hai bên hết. Nhưng mà mọi việc thì do duyên. Với lại nhờ Xuân Bắc với Cát Tường, với lại hai cố vấn và giúp đỡ. Thế hôm nay thì Vinh đi với ai? Dạ em đi một mình á. Tại sao lại đi một mình? Dạ tại vì gần như từ xưa tới bây giờ em làm tất cả mọi thứ em chỉ muốn một mình thôi. Mặc dù thật sự thì gia đình em, cha mẹ em thương em cực kỳ luôn. Gia đình em lúc nào cũng vậy. Khi nào Vinh yêu cầu thì sẽ có mặt, sẽ đáp ứng. Còn nếu không, Vinh thích một mình thì cứ để cho Vinh tự do một mình. Dạ, và em cũng quen với cảm giác như vậy rồi. Em cảm thấy nó sẽ thoải mái hơn. Bởi vì em cũng đã có tuổi rồi. Em tin vào cái sự nhìn nhận và cái sự chọn lựa và sự quyết đoán suy nghĩ của mình và chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định trong cuộc đời của mình, đúng không? Dạ đúng như vậy. Thôi hôm nay cho phép chị làm người nhà của em ha. Có gì chị tư vấn phụ. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Mà chị xin tư vấn với em, đến hiện tại giờ phút này chị cảm thấy rất rối nha.
Bây giờ cho chị hỏi Trân ơi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em và hai đồng nghiệp. Chào em. Và với một cái nhìn khách quan của em và bốn người chơi tham gia hôm nay, em có cảm nhận được Trân, bạn của mình sẽ tìm được chân ái hay không? Em xin giới thiệu, em tên là Uyên. Hiện ra em là bạn thân của Trân thời đại học tới hôm nay. Trân cũng trải qua nhiều mối tình rồi, em cũng là người chứng kiến, nên là cũng hy vọng là đợt này Trân tới với chương trình chân ái này sẽ đem một nửa chân ái đấy về. Em nhìn thấy đối tượng chưa? Dạ em nhìn thì em thấy cũng có một đối tượng là hợp, rất cực kỳ hợp với Trân. Dạ. Rồi, Kim Anh ơi, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với phụ huynh của em ạ. Phụ huynh của em ạ. Dạ, chào hai bác. Hai bác nhìn nhận về hai chàng trai này như thế nào? Và có cảm nhận được hôm nay mình sẽ tìm được một chàng rể hay không? Trước hết thì tôi xin gửi lời chào và thân ái đến ban tổ chức chương trình và quý khán thính giả của chương trình Trần Ái. Gia đình chúng tôi thì cũng chờ đợi giờ phút mà con gái nó quyết định từ lâu lắm rồi. Nhưng mà thì cũng như lâu nay thì cái đó là trao quyền hoàn toàn cho con gái quyết định. Các chàng trai hôm nay ở đây thì cũng qua sơ bộ nhìn thì cũng thấy đó là những chàng trai tốt, rất là dễ mến, rất là có khí phách. Quý vị nhìn thấy là có những người làm cha làm mẹ, họ đã đến với chương trình để chứng minh rằng chương trình của chúng tôi là một cái chương trình thật sự rất ý nghĩa, nhân văn, để giúp cho tất cả những người tham gia tìm kiếm được chân ái của mình qua sự chứng kiến của những người thân, ba mẹ, anh chị em trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ. Một tràng pháo tay một lần nữa cho quan viên hai họ ngày hôm nay ạ. Tôi xin hỏi các bạn nam có muốn tìm hiểu thêm gì đó các bạn nữ thông qua các câu hỏi không? Có ạ. À rồi, xin mời Vinh sẽ hỏi nào. Dạ, vậy em xin phép hỏi tiêu chí của hai người đẹp chọn một người chồng như thế nào? Cho Vinh biết cái nào là quan trọng nhất với bạn. Rồi, mời Trân nói trước đi em. Em nghĩ tiêu chí quan trọng nhất đó là một cái sự thành thật với nhau. Dạ, cái đó là nó cũng là cái nền tảng sau này để xây dựng gia đình. Và thông cảm, thông cảm nhau nữa. Thành thật, thông cảm. Thì cảm ơn em rất nhiều. Kim Anh. Dạ, theo em thì là hai bên đều lắng nghe nhau, và cũng như là bạn Trân nói là phải thành thật với nhau, cảm xúc thật với nhau, và cũng như là lúc nào cũng muốn hai bên điều tốt nhất. Có nghĩa là mình có thể lắng nghe và mình chia sẻ được với nhau. Bạn là Chí. Điều mà em muốn hỏi thì anh Vinh cũng đã hỏi hai bạn rồi. Nhưng mà giờ em cũng đang nôn nao để diện kiến hai bạn nữ. Đang nôn nao cho nên không hỏi gì nữa. Gấp gáp quá. Dạ em có một câu hỏi cho hai anh là hai anh cũng trải qua cũng khá là nhiều mối tình. Thì trong những cái mối tình đó có cái lý do tan vỡ nào mà liên quan đến cái sự không chung thủy không? Từ các anh hoặc là từ đối phương. Cái câu hỏi đó thì chắc phù hợp với anh Vinh hơn, tại vì anh thì gần như là chưa có mối tình nào chính thức. Gần như là chưa có mối tình nào chính thức. Nhưng mà tôi thấy bạn Trân đặt câu hỏi đấy là hai anh là cũng hơi tái mặt đấy. Thôi nhưng mà cứ chân thành mà chia sẻ thôi. Có cô ấy ghen, người bạn gái của anh ghen. Và cái nghề của anh thì tiếp xúc với nhiều người, nếu mà không thông cảm, không hiểu thì chắc chắn cũng sẽ không thương được. Nhưng mà vấn đề là anh có cái gì với cái người mà bạn gái anh ghen hay không? Thật ra thì cũng có chứ không phải là không. Vậy đúng rồi. Nhưng mà không phải là em phản bội người đó, mà là nói chung là mình có cái cảm giác mình cũng quý mến một cái đối tượng khác. Mình quý mến thôi, chứ không phải là yêu, không phải là thương. Thì cái người bạn gái họ không hiểu, ghen. Và Vinh thì Vinh cảm thấy không có cái sự đồng cảm đó, cho nên là Vinh quyết định dừng lại. Nhưng mà lúc đó Vinh có dành thời gian giải thích cho bạn gái của mình hiểu không? Dạ có chứ, nhưng mà thật sự là trong tình yêu mà nếu người nào họ nói là không yêu thì không ghen, càng yêu nhiều thì càng ghen nhiều. Họ ghen rất là nhiều, cho nên là em cảm thấy riết rồi cũng mệt mỏi. Nếu mà cứ gặp em đi với một người khác hay với bạn bè, với đồng nghiệp mà cứ ghen như vậy hoài thì chắc chắn em không đủ thời gian để mà em giải thích giống như một đứa trẻ được. Chúng ta trưởng thành, chúng ta phải hiểu được cái vấn đề là tính chất công việc như vậy. Cho dù người đó không làm cái công việc nhạy cảm đó, làm công việc khác đi chăng nữa, nhưng mà tính chăng hoa sẽ là chăng hoa thôi. Sao hỏi người đàn ông làm trong showbiz Xuân Bắc? Ở đầu chương trình tôi đã nói rồi, yêu nhiều hay yêu ít không có lỗi. Nhưng chúng ta sẽ có lỗi nếu chúng ta nói lời yêu với hai người trong cùng một khoảng thời gian, trong cùng một thời điểm. Như vậy là dù sao đi chăng nữa cũng không có sự chân thành với cả hai mối tình. Tôi không ủng hộ chuyện có người thứ ba xen vào một cuộc tình
đang tiến triển. Dạ, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn em. Hôm nay em thấy anh Xuân Bắc có vẻ hơi cho các bạn tìm hiểu khá là nhiều rồi đấy. Tại vì tôi muốn thực sự là các bạn tìm hiểu kỹ về nhau. Và bây giờ sẽ là phần vô cùng quan trọng. Sau 5 giây, nếu ai muốn tiếp tục đến với phần sau của chương trình thì hãy đứng lên để báo hiệu cho chúng tôi biết là các bạn đã sẵn sàng. Nhưng với những gì tôi vừa hỏi, tôi tin rằng chúng ta vẫn có cả 4 bạn bước vào vòng tiếp theo của chương trình Chân Ái. Nhưng quy định của chương trình chúng ta vẫn phải tiến hành. Nào, 5 giây để các bạn quyết định bằng cách đứng lên hay ngồi xuống. 1 2 3 4 và 5. Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mùi hương đã tan vỡ. Xuân xanh sắp hết những ngành thơ không còn nghĩ nữa. Xuân phố môi tôi so họ đã sẵn sàng thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình Chân Ái. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Chân Ái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ ba, đó chính là tìm. Chúng ta đã được nghe, chúng ta đã được chạm mặt và bây giờ sẽ tìm. Bắt đầu hành trình đi tìm chân ái của chúng ta từ khi có cảm xúc sẽ càng ngày càng khiến cho các bạn cảm thấy hưng phấn, hồi hộp. Bởi vì biết đâu đấy, chỉ sau ít giây nữa thôi, các bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình. Đối với chúng tôi, những người làm chân ái, chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc, từng cảm xúc dù nhỏ nhất của tất cả những người đang đến với chương trình. Và bây giờ, sau 5 giây, các bạn hãy quay lại. Hãy tìm xem đâu là người mình đang dành cảm xúc và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Tôi biết vào giờ phút này, các bậc phụ huynh hay người thân, người nhà cũng đang rất là hồi hộp. Mẹ của bạn Chí còn giơ tay để như thế này. Và như là đang mong muốn rằng con ơi hãy tìm đúng người mà mẹ đang xác định cho con đi. Và bây giờ 5 4 3 2 1 xin mời. Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Vậy mà sau bao năm sang lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mùi hương đã tan vỡ. Xuân xanh sắp hết những ngày thơ không còn những người. Xuân phố mưa tôi sao quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bạn Vinh quay lại mà chào theo kiểu Sabanika. Bình tĩnh. Anh nó kêu người ta tìm mà anh lúc nào cũng làm lộ. Lộ cái gì nhở? Giận anh dễ sợ. Như nào? Như ta chào sao kể người ta. Kên anh cứ tự nhiên anh kêu bạn Vinh chào. À, khoanh đi khao. Anh quên. Chưa gì anh lộ mất tiêu rồi. Thì bây giờ mình đố ngược lại đi. Hả? Mình lộ chàng trai rồi giờ mình đố cô gái đố ngược đi. Ngược lại đúng rồi. Tường đố bạn Chí. Đúng. Đâu là bạn Hồng Nhâm chỉ cái tài? Đâu là bạn Trân và đâu là bạn Kim Anh? Dạ em xác định được đây là bạn Trân. À. Đây là bạn Kim Anh. Bạn Vinh là bạn có đồng ý với ý kiến của bạn Chí hay không? Dạ em cũng đoán vậy. Chí căn cứ vào đâu em cho rằng đây là bạn Trân và đây là bạn Kim Anh? Hai dữ kiện là đôi mắt và hình hồi nhỏ là em đã nhận ra được rồi. Em nghĩ là em không sai. Thế còn Vinh, tại sao em lại quả quyết với cái nhận định của mình? Em nghe cái giọng nói người nam của Trân, em rất là ấn tượng. Và em nghĩ cái hình thể của cô ấy sẽ là cái giọng nói lúc nãy khi em nghe câu trả lời. Tôi xin hỏi bạn Trân, khi quay lại nhìn bạn Chí và bạn Vinh, có đúng với tưởng tượng mà bạn đang có không? Dạ, khá là đúng với tưởng tượng của em và cảm nhận ban đầu. Dạ, em đoán ngay được. Thế còn về hình dáng ấy? Dạ, cũng giống như em tưởng tượng. Vẫn giống như em tưởng tượng. Rồi, rất nhạy cảm và chính xác. Kim Anh, em có hài lòng với cái nhìn sau khi đã được nghe tiếng không? Dạ có ạ. Có đúng ý em đang suy nghĩ không? Dạ đúng ạ. Còn cái đối tượng nào mà hồi nãy em nói là cũng có đó, bây giờ em thấy nó, cái cảm xúc của em á, cái điện em nó có chạy được miếng nào chưa? Nó cao hơn hay là tim đập nhanh hơn? Tim đập nhanh hơn. Tim đập nhanh hơn. Hay quá. Bây giờ chương trình sẽ dành cho các bạn một cái đặc quyền nữa, một cái sự va chạm cần thiết
để xem thử cái điện có phù hợp với nhau chưa, có cái cảm xúc nào nó rung động, nó trào dâng trong lòng của chúng ta hay chưa. Âm nhạc sẽ vang lên, các bạn sẽ được khiêu vũ cùng nhau, và ai sẽ khiêu vũ với ai đó là tùy sự lựa chọn của các bạn. Các bạn nam có thể chủ động, nhưng ngược lại bạn nữ cũng có quyền chủ động đến lựa chọn người mà mình thích để cùng nhau khiêu vũ. Và bây giờ chính là lúc âm nhạc vang lên để các bạn đến gần với nhau hơn. Xin mời. Em lại mơ đi tìm người cùng anh cái áo hoa. Vậy là sau bao năm, sao lẻ loi cô phòng tràn ngập vô những mùi. Đẹp anh vợ ơi, xuân xanh sắp hết những ngày thơ không còn những mùi. Xuân phố mơ tôi cho quên hết những buồn vui. Ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim con nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây. Biết đã tìm được yêu thương nơi cuối thanh xuân. Nhẹ nhàng lời hôm nay. Hạnh phúc ta lúc không vui vì đã biết chính đôi ta là hai mảnh ghép bức tranh về mình. Còn nhiều thứ có lẽ chưa thấy rõ bằng thời gian. Dạ em ơi. Lúc sống gió lên tuyệt vời quanh chuyện tình ta. Anh bắt xa đây. Là người lung lay khát vọng. Xin ta hãy nhớ hôm nay trao lại ước thề. Từ tâm can để thêm cố gắng vẫn tin yêu và dạ, đúng rồi. Anh là sinh năm 82. Và giờ đây khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Nhìn em thấy trẻ. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Không chia đôi nhảy bên kia 50 bên này em. Chia đôi nhảy trái tim hoàng. Nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây. Biết đã tìm được yêu thương. Em mình có thể kêu vũ mà anh thở ra. Tôi căng thẳng. À. Tôi thấy rõ sự khát khao muốn có một nửa yêu thương của các bạn để lập gia đình. Và tôi lại càng xúc động hơn khi thấy các bậc phụ huynh có mặt ở đây. Càng minh chứng cho một điều, các bạn có mặt ở đây để mong muốn có được người vợ hoặc người chồng trong tương lai gần là hoàn toàn nghiêm túc. Quan sát nãy giờ quá nhiều rồi đúng không chị Miu? Bây giờ là khá khá rồi đó, rõ ràng luôn rồi đó, mọi thứ hình ảnh rồi đầy đủ rồi đó. Chị cảm nhận như thế nào về bốn người tham gia chương trình ngày hôm nay đến giờ phút này? Sau khi những đứa em của chúng ta, thật mắt à, họ vừa mới động chạm, họ tim họ vẫn còn đang đập, tất cả những cái gọi là chemistry vẫn còn đang chạy rần rật ở trong mạch máu, thì đây tôi chỉ giúp các bạn là phân chia lại để chúng ta nhìn nhận rõ lại. Tôi bắt đầu với các chàng trai. Vinh làm cho tôi khá ngạc nhiên, mặc dù là em nói là em lớn tuổi, nhưng mà ở độ tuổi của em thì anh chàng này có một cái sự lưỡng lự. Sự lưỡng lự này hoàn toàn không có nghĩa là ngôn ngữ của sự hời hợt. Người đàn ông này nghĩ rất chậm, nhưng một khi quyết định là xuyên suốt và vững chắc.
Người đàn ông này sẽ đến với các bạn trong một mối tình mới mang theo ít nhiều tổn thương. Nhưng bạn ấy có một lợi thế, đó là sự khôn ngoan, người đàn ông sự từng trải và một cuộc đời thú vị nằm bên ngoài cuộc đời mà cô gái đã biết từ trước đến giờ. Đó là ưu và khuyết điểm của Vinh. Tiên Trí, bạn dễ bị bạn gái giận hoặc là bạn gái hững hờ, thậm chí nếu bạn bước vào tình trường bạn dễ bị bỏ. Vì đối với bạn tất cả mọi thứ chân phương như công thức. Bạn có được sự chân thành mà phần lớn chị em gái mình hay đi tìm. Bạn rất đơn giản và chân phương. Vậy chớ bao giờ tìm đến với cái anh chàng làm cái công tác mà bào chế cần cái sự chuẩn xác này, mà đòi hỏi lời hoa mỹ có cánh. Trong cái ánh mắt đầu tiên khi cậu ấy quay lại, cậu ấy biết chính xác cái mình muốn và không lung lạc. Không như Vinh, Vinh luôn có sự cân nhắc và rất chậm trong việc ra quyết định. Chỉ là cậu ấy không hoa mỹ. Trân là một mẫu số mà chúng ta gặp rất nhiều trong các bạn gái trẻ. Em là con chim một lần trúng đạn sợ chặt ba. Em đầy dự cảm, hỏng may. Em có ít nhiều bóng tối của sự tiêu cực nhớ. Nếu em bỏ được cái đó thì rất tuyệt vời. Tại vì mỗi khi em cười thì chị Miu dưới này, chị Miu rất là thích. Em có sự sôi nổi trong cái lĩnh vực của em. Em có sự khờ khạo đủ để cho chàng trai muốn làm anh trai mưa của em. Kim Anh, từ cái dáng ngồi, từ cái nước da, tất cả mọi thứ là một nụ hoa vô nhiễm. Và chị đành phải tìm hiểu em qua việc chị cảm nhận phụ huynh của em. Em có một gia đình hoàn hảo. Dưới ảnh hưởng của ba, em có trí tuệ đó. Dưới ảnh hưởng của mẹ, em có sự thấu hiểu về vai trò của người vợ trong gia đình Á Đông. Thì em là một người bạn đời lý tưởng. Nhưng trước khi làm bạn đợi, chị tha thiết muốn nhìn thấy em được làm người tình của ai đó. Vì em có thể học rất nhiều để làm một nhà trí thức, nhưng em chưa tập luyện cho trái tim của mình đủ quen với cái việc là chào đón những cảm xúc mới mẻ. Cho nên cái người tình của em, người bạn của em, người yêu của em sẽ phải cầm tay em, làm một điều rất tàn nhẫn với em là dắt em ra khỏi vòng tay của bố mẹ để chào đón em đến với những cuộc phiêu lưu, mà nó sẽ làm cho em trở nên một cô gái thú vị hơn, sẵn sàng đánh liều với ái tình hơn. Và đó là nhận định của chị. Cảm ơn chị. Thấy không? Ngồi im từ nãy giờ, khi mà xuất quân một cái là tôi nói đâu là trúng đó rõ ràng. Còn em? Về cái sự trải nghiệm của em trong cuộc sống cũng như là về tình yêu thì em không thể nào mà bằng được tất cả các anh chị ở đây được. Em ở đây không phải với cương vị là một người cố vấn á, mà em là một người chứng kiến á. Và thật sự khi mà nghe cái bài nhạc đó, em bị ngợp và em bị chìm đắm trong cái cảm xúc và trong cái ánh mắt của các anh chị dành cho nhau. Và nhất là lúc mà anh Vinh anh có ra và mời chị Trân ạ và nhảy cùng với anh ạ, thì thật sự lúc đấy là em rất là xúc động. Em cũng nghĩ là anh Vinh đã có sự lựa chọn của anh rồi ạ. Em hy vọng là hôm nay anh chị sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Vâng, cảm ơn ban cố vấn. Thưa quý vị, trong tình yêu không có bất kỳ một công thức nào, không có bất kỳ một phương trình nào chính xác để chúng ta có thể áp dụng cảm xúc vào đó để giải toán. Chỉ có điều, những gì các bạn đã trải qua, những gì các bạn đang có là những điều vô cùng quan trọng các bạn đang cần để các bạn đưa ra quyết định. Và bây giờ, Cát Tường sẽ đưa ra những thông tin tiếp theo để các bạn thêm dữ liệu. Và bây giờ xin mời phòng máy sẽ cho chúng tôi xem những con số tương thích giữa cặp đôi đầu tiên, đó là cặp đôi của bạn Trân và anh Chí. Xin mời. Và chỉ số của chúng ta đó chính là 57,4%. Trung bình khá. Trung bình khá. Và thông số kế tiếp đến từ cặp đôi Chí và Kim Anh. 66,4%. Cái này là khá rồi anh ạ. Khá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của Kim Anh và Vinh. 55,1%. Vẫn là trung bình khá. Cặp đôi cuối cùng, đó là thông số giữa bạn Trân và bạn Vinh. 73,2%. Và đây là cái thông số cao nhất trong cái 4 cái chỉ số vừa rồi. Tuy nhiên, những con số này để chúng ta tham khảo và cuối cùng sẽ đưa ra một cái quyết định chính xác nhất cho bản thân mình. Chúng ta đang chờ đợi những quyết định vô cùng quan trọng của những người tham gia chương trình. Họ đã khát khao, họ đã đi tìm suốt một thời gian dài. Liệu bây giờ họ tìm thấy hay bỏ lỡ? Hoàn toàn lúc này phụ thuộc vào tên người các bạn viết ra tấm bảng. Các bạn sẽ có 5 giây để viết tên người mình muốn hẹn hò. 5, 4, 3,
đi các bạn. Một đi nào. Hết giờ và khẩn trương giờ. Chuẩn bị. Không, cái gì, bạn không có gì hết vậy? Không có gì. Thưa quý vị, chúng ta thấy Vinh không ghi tên ai, Chí ghi tên Trân, Trân ghi tên Vinh, Kim Anh ghi tên Chí. Có nghĩa chúng ta đang chơi có nghĩa bắt. Đơn giản, đúng rồi, cút bắt. Tình yêu em ơi, hút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm. Mở đầu chương trình thì tôi tràn trề hy vọng. Thôi thì mình phải hỏi cảm xúc của họ. Tại sao cái bản mình lại là không có gì vậy Vinh? Thật sự là em rất là nghiêm túc, cho nên là em không muốn làm tổn thương người khác. Em sợ là khi chưa thật sự cảm nhận được hết theo những cái điều mà em nghĩ, chưa chạm được cái cảm xúc trái tim của em. Dạ cũng có, chứ không phải không. Em định ghi hai từ thôi, đó là xin lỗi. Tại vì thật sự em cũng có cảm xúc với bạn Trân, nhưng mà có lẽ là nó còn một cái gì đó nó ngăn cản em. Em cảm thấy là chưa đủ để mà em ghi cái tên Trân vào đây. Xin lỗi Trân và xin lỗi em rất là nhiều. Hay là tại vì em tình trường quá nhiều, tuổi đời cũng quá nhiều, em hơi khó khăn quá chăng? Cũng sao mình không ráng dễ một chút? Chị biết là em là một người cầu toàn trong công việc, nhưng mà trong tình yêu đôi lúc mình cũng phải mạo hiểm một tí. Cũng đã từng mạo hiểm rồi chị. Dạ. Và kết quả cũng không được như mong đợi. Thành ra em sợ người bạn nữ sau một thời gian họ cảm nhận được không có giống như điều mong muốn á, thì họ sẽ khổ, thì lúc đó nó càng tệ hơn nữa. Chí, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Hiện tại thì cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà em cũng hiểu được bạn Trân là thích anh Vinh. Bạn Trân thích anh Vinh. Khi mà em ghi cái tên bạn Trân vào đây thì cái sự hy vọng của em là bao nhiêu phần trăm? Dạ 50%. Em vẫn nghi ngờ rằng là bạn ấy sẽ ghi tên anh Vinh, nhưng em vẫn quyết làm theo cái trái tim mách bảo của mình. Dạ, vẫn đúng. Theo cái lòng mình là mình thích cô ấy, mình ghi tên cô ấy. Dạ. Cảm ơn em, những cảm xúc rất chân thật. Cho anh hỏi Trân, cảm xúc về Vinh trong em là như thế nào? Ban đầu thì những cái thông tin mà chương trình đưa ra thì em cảm thấy là những cái thông tin của anh Vinh là phù hợp với em. Còn cảm xúc thì chắc khoảng 50%. Thật sự em nghĩ nhiều tới cái sự phù hợp hơn. Tức là bạn đang có cả cái phần lý tính trong cái việc này. Ở cái tuổi này đa số là đều có một chút cái lý trí, chứ không phải là để cảm xúc điều khiển không. Tuy nhiên cái nào nó nhỉnh hơn cái nào thì tùy vào cá tính của mỗi người. Em cảm nhận như thế nào về anh Chí? Thật ra là lúc mà quay lại á, thì em cảm nhận được từ anh Trí đối với em. Là lúc đó là em biết là anh Trí cũng có cảm xúc với em rồi. Nhưng mà đó như em cái nói là lại mách bảo ở điều khác. Dạ, sự phù hợp thì em nghĩ bên đây. Cảm ơn em. Kim Anh, cảm xúc về anh Chí trong em là gì? Thì em nghĩ là hoàn cảnh của hai người có vẻ như phù hợp nhau, thì có thể là để tìm hiểu nhau. Đơn giản có thế thôi. Dạ. Còn cảm xúc? Cảm xúc thì cũng anh hỏi này, anh hỏi điều này nó hơi thẳng thắn, nhưng mà tóm lại cái lúc cầm tay bạn Vinh và cầm tay bạn Chí, em thích cầm tay ai hơn?
cảm ơn em. Đấy, đó là cảm xúc, còn cái tên là ghi bằng lý trí. Đúng, thấy chưa? Cảm ơn các bạn. Mình lên đây. Đây chính là vấn đề, thưa quý vị. Một trong những lý do khiến cho rất nhiều người ở lứa tuổi của các bạn, thậm chí nhiều tuổi hơn nữa, có vị trí xã hội, có thu nhập đầy đủ, ổn định trong cuộc sống, có tri thức nhưng lại không có người bên cạnh. Vì rất nhiều lẽ, trong đó có cả lẽ là chúng ta để lý trí can thiệp vào con tim. Và một điều nữa là các bạn đã dám mở lòng mình ra. Thì tôi mong muốn rằng nếu như những ai đó đang theo dõi chương trình và muốn tham gia chương trình để tìm một nửa chân ái, một khi đã mở lòng mình ra thì mở cửa là một hành động cụ thể, nhưng mở cửa với một khát khao và sẵn sàng cho mình cơ hội bằng nhịp đập con tim, thì chúng ta ở đâu đó sẽ dễ tìm được một nửa của mình hơn. Cầm tay anh Vinh thích hơn, nhưng mà lại thấy hoàn cảnh của anh Chí phù hợp với mình hơn. Ghi anh Chí. Dù sao cũng là quyết định của các bạn. Em buồn quá, em qua ba mẹ bạn Chí nha. Dạ, con chào hai bác. Theo dõi đến giờ, con tin rằng là hai bác đều hy vọng. Dạ, nhưng cuối cùng cái kết quả thì không giống như là tất cả chúng ta mong đợi. Chúng ta trân trọng cái quyền của quyết định của các bạn ấy. Nhưng con hỏi thật lòng, cảm xúc của hai bác lúc này như thế nào ạ? Bác có thấy tiếc không ạ? Nếu như mà Chí mà cũng có cảm tình với Kim Anh thì là sẽ thành một cặp đôi rồi. Dạ đúng vậy đó cô, cũng thấy tiếc. Ở ngoài phim trường đây nè, mọi người cũng đoán đó là phù hợp, thấy tất cả về công việc rồi tình cảm nữa, mấy năm đều chưa có người yêu, nó giống quá chị mà không chọn. Dạ mà cũng không biết làm sao nữa, thì trước thì thấy vui, giờ cũng hơi trùng, nhưng mà thôi tùy con. Như cô cũng cảm ơn cô Trác Thúy Miêu, cái ý kiến rất là hay, Trí phải học hỏi nhiều mới có được người yêu. Đây là tấm lòng và suy nghĩ của những bậc làm cha làm mẹ. Hồi nãy thấy sung mà giờ trùng. Nhưng mà biết sao, con mình nó làm khác với ý ở đây mong đợi quá. Chứ con mình ghi tên kia là vô rồi, một cặp rồi. Cũng may là bây giờ lớn rồi, ngày xưa cháu mà làm khác ý bố mẹ là toàn bị đánh đòn. Ăn rồi đấy. Cháu chào cô chú ạ. Làm bắt đầu, theo ý kiến của cô chú, nhắm ai sẽ phù hợp với con gái mình? Chắc là cô nghĩ là cậu Chí, tại vì thực tế ra thì là cô thấy là lúc đầu thì cô tiếp xúc với hai chàng trai này cô đều thấy là tuyệt vời, nhưng mà chàng Vinh thì từng trải rất cùng cuộc sống mà nó hiểu chuyện rất nhiều. Thế còn Chí thì rất là hiền lành, mà qua cách nói chuyện là tôi cũng biết là bạn ít, rất ít tiếp xúc, cậu cũng không từng trải thì nó giống hợp với con gái. Dạ, cảm ơn cô. Chí nhá, tức là ban đầu em đã được hai bác đây nhắm rồi. Có nhiều hoàn cảnh giống nhau và em lại hiền lành ít nói. Kim Anh cũng hiền lành ít nói. Thế là về chắc chắn là 50% là gia đình yên ấm rồi. Đó cũng mới là lý trí thôi anh thì ơi. Đấy, thì chị Miu ơi, chị cười gì mà ngã nghiêng vậy? Tại vì giờ đúng ý tôi quá các em. Đúng à. Ý sao ạ? Ngay từ lúc mà mở đầu chương trình đúng không? Miu có nói là Miu đến đây để ngăn chặn các em. Ôi chị thành công rồi đó hả? Quá là đắc thắng rồi. Và cũng xin lỗi cô chú hai bên, không phải có ý xấu mà phá chuyện của các em. Mà lúc này thưa cô chú là con còn nghĩ đến khán giả, và đặc biệt là những bạn trẻ hơn các bạn nữa, đặc biệt là thậm chí là cả phụ huynh nữa. Liệu những cái điều chúng ta bảo bọc cho các con từ bé có thật sự tốt hoàn toàn không? Hay ta đã triệt tiêu cái khả năng cảm thụ được cái cảm tính của người nữ? Có phải con đang tính toán như mẹ muốn con tính hay không? Hay con đang dũng cảm tính toán cho chính trái tim của mình? Thì chọn lựa của em Kim Anh là một cái quyết định vô cùng chân thật, để cho bậc làm cha làm mẹ hiểu rằng là con nó thương mình, nó đang tình cờ vô tình nó chọn cho mình vui. Và em nó cũng nói thẳng là nhưng mẹ ơi, nắm tay cái anh kia thì nó sướng hơn. Đấy, chúng ta được học quá nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta học về tình yêu, chúng ta học về cái sai lầm của biết bao nhiêu thế hệ. Nó đã đưa rất nhiều quyết định của lý trí và quyết định của hạnh phúc hôn nhân. Và bây giờ là cái lúc mà thế hệ từ tụi em, nếu tụi em sau này có vợ, có chồng, sinh ra những đứa con, hãy cho phép nó điên cuồng, dại khờ, yêu đương, không kỵ quý yêu đương mà vẫn học hành tốt, để làm sao? Để nó biết đón nhận nhịp đập của trái tim và bảo lý trí im đi, chỗ này con tim nó đang làm việc, thì nó sẽ mau chóng tìm đến với hạnh phúc hơn thôi. Nhưng các em đã vô cùng chân thành, tự trọng và tôn trọng những người mình được gặp ngày hôm nay. Hôm nay đối với tôi là một tập vô cùng thành công mà tôi rất tâm đắc. Ngọc Ánh thì sao em? Em đang thấy rất là buồn, bởi vì em nghĩ là khi nhìn
tờ giấy của anh Vinh không có ghi một tên nào cả. Anh không ghi tên ai mà em tan nát luôn phải không? Vâng, em rất là buồn bởi vì thật sự lúc mà anh đến nắm tay chị ấy, em cảm thấy rất là xúc động luôn ấy, vì nhìn ánh mắt của hai anh chị Vinh sáng bừng luôn. Em có quyền ghi tên thành viên của ban cố vấn mà. Ban cố vấn hôm nay không may mắn lắm ha, trong đó có cả chị và anh Xuân Bắc nữa. Có một mình tôi là đắc thắng. Yeah. Anh cảm ơn. Rõ ràng là chương trình của chúng ta không có cặp đôi nào bước vào vòng tiếp theo. Nhưng mà ba mẹ của bạn Kim Anh là bác Thanh và bác Thủy, và ba mẹ của bạn Chí là bác Bắc và bác Hồng. Các bác hoàn toàn có thể lấy số điện thoại giao lưu nói chuyện với nhau bình thường ạ. Vâng. Ý cháu nói ở đây, có thể trong chương trình chúng ta chưa thành, tức là hai bạn chưa thành, thì ở đâu đó trong cuộc sống cơ hội vẫn dành cho chúng ta. Cho phép Thúy Miêu, chỉ có một nhân vật mà tôi đặc biệt tha thiết muốn nói chuyện riêng với em, muốn gửi đến em. Và tôi biết vì em đại diện cho rất nhiều trái tim đi tìm chân ái ngoài kia, Kim Anh. Có lẽ là cái khoảnh khắc ở trên sóng truyền hình quá nhiều người chứng kiến. Em yêu một người nhưng anh ta lại có một chọn lựa khác, hoặc anh ta chả có chọn lựa gì cả. Em định nghe theo trái tim nhưng rồi lý trí em lên tiếng, và điều đó nó vẫn tiếp tục là cái cản lực trên cái con đường đi tìm hạnh phúc, tìm tình yêu. Và chúng ta còn sợ cái này nữa. Các cô gái sợ tỏ tình, các cô gái sợ yêu, sợ thất bại, sợ quê. Chúc mừng em và chúc mừng bất cứ cô gái nào dám dũng cảm yêu, dũng cảm tỏ tình, dũng cảm nói thẳng là đầu óc em thì chọn anh kia nhưng tay em thì lại thích anh này hơn. Và đừng sợ khi mà ai tình biến mình thành kẻ ngớ ngẩn, vì dám ngớ ngẩn sẽ là người hạnh phúc trong tương lai. Em đã sẵn sàng để hạnh phúc rồi. Cảm ơn chị. Không sao hết em ạ. Đây là những trải nghiệm đầu đời. Có thể ngày hôm nay là một cái ngày rất là khó quên đối với Kim Anh. Nhưng mà chị nghĩ đây cũng là một cái sự khởi đầu, chứ nó không phải là sự kết thúc. Hôm nay chúng ta chưa có được chân ái, nhưng rõ ràng ngày hôm nay em trước mặt ba mẹ của mình, đối diện với chính bản thân mình, đã dám nói lên cái nguyện vọng, cái tình cảm và cái khát khao. Một sự bắt đầu rất đẹp, một tương lai phía trước. Đối với học thuật, có thể em đã trải qua quá nhiều thời gian để chạm được sự thành công. Thì đối với tình yêu, hôm nay là sự bắt đầu, không sao cả. Luôn luôn con đường mình vượt qua nó sẽ có rất nhiều khó khăn. Và chị tin với một cô gái giàu nghị lực và đầy cảm xúc như em, chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Chia sẻ cùng em nhé. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, thật tiếc hôm nay đã không có một cặp đôi nào đến với phần thứ tư, phần chân ái. Nhưng rõ ràng một chương trình đã để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, một chương trình để lại cho chúng ta rất nhiều nuối tiếc. Và một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Chân Ái, đã tin tưởng chúng tôi. Mặc dù chưa có chân ái cùng mình về, nhưng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có chân ái. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị tại trường quay, cũng như quý vị đang theo dõi chương trình. Chúng ta có một chương trình chân ái thật tuyệt vời. Quý vị đừng bỏ lỡ chương trình chân ái vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Ở đó có những trái tim khao khát yêu thương được kết nối. Ở đó quý vị sẽ được cảm nhận tình cảm của tất cả những người. Họ xứng đáng là những người có hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.